Xin chào các bạn, video này là để ủng hộ Trump. Bạn nào mà theo cánh tả thì hãy tắt cái video này đi. Video này không dành cho các bạn. Đừng có nhảy vào rồi nói là đừng có đem cảm xúc vào chính trị. Không có ai đem cảm xúc vào chính trị hết. Video này mình sẽ mô tả và phân tích, đưa ra những cái bằng chứng liên quan đến cái lời phát ngôn của ông Trump rằng là người nhập cư Haiti bắt trộm chó, mèo và vịt trời của cư dân ở Springfield, Ohio để ăn. Và lên án đó là cái hậu quả của nạn nhập cư mất kiểm soát dưới thời của ông Biden và Kamala Harris. Nhưng mà trước tiên thì các bạn hãy coi video của ông Trump này đã. Mình đã nói rồi nha, video này là để ủng hộ Trump thôi. Đừng có bắt mình phải tỏ vẻ trung lập hay cái gì cả. Mình mệt phải tỏ vẻ trung lập rồi. Đến cái thời điểm này mà các bạn còn không thấy ai đúng ai sai thì các bạn chỉ có thể là cái người nhập cư lậu ở nước Mỹ thì mới ủng hộ cái bà Kamala Harris thôi. Còn những người mà công dân gương mẫu, chân chính, người ta làm việc, người ta đóng thuế, người ta chấp hành luật pháp xã hội thì người ta chắc chắn sẽ ủng hộ ông Trump, những người đường hoàng tử tế, chứ không phải là lợi dụng những cái lá phiếu của những người nhập cư lậu. Mà nói video này là để ủng hộ Trump đó đó. Đây. Ông ấy đưa một ngón tay lên chỉ với các bạn, ý muốn nói rằng là I'm watching you, tôi nhìn thấy bạn đấy, you're cool man. Cử chỉ này khiến mình cảm thấy vô cùng thích ông Trump. Ngoài ra là còn lọt một cái tấm ảnh nữa. Tổng thống Biden đeo một cái nón Trump 2024 nhân ngày 11 tháng 9, ngày tưởng niệm những nạn nhân đã mất trong cái vụ khủng bố cách đây 23 năm. Các bạn thấy rồi đó, nước Mỹ người ta rất là đa đảng, nhưng mà người ta vô cùng đoàn kết. Đây mới là cái sự đoàn kết thật sự. Dù anh với tôi có khác quan điểm về chính trị, nhưng khi mà chúng ta nói về những cái sự kiện đau lòng, thì chúng ta phải hợp nhất là một. Dù chúng ta có cãi nhau chí lửa đi chăng nữa đi, thì đó vẫn là cái lợi ích của tất cả người dân nói chung. Mình rất là cảm thấy vô cùng xúc động. Tại sao nước Mỹ người ta nhiều đảng, đa đảng như vậy, có nhiều cái ý kiến trái chiều như vậy? Chỉ cần vào ngày 11 tháng 9 là tất cả mọi người bỏ đi cái sự khác biệt, cùng đồng lòng hướng về những nạn nhân đã ra đi vào ngày xấu số đó. Đây là một cái biểu tượng vô cùng đẹp của nước Mỹ. Như các bạn có thể thấy, ông Trump và bà Kamala Harris đang bắt tay vào cái buổi tưởng niệm 11 tháng 9. Dù có sự khác biệt gì chăng nữa, vào những cái ngày tôn nghiêm này thì mọi người không có nên đấu đá nhau, và đó là cái hành xử của những quốc gia văn minh. Đây là cái điều mà mình luôn luôn mình muốn các bạn cần phải hiểu. Dù chúng ta có khác chính trị quan điểm với nhau chăng nữa đi, nhưng mà chúng ta phải nghĩ lợi ích của dân tộc là một. Đây mới là cái đỉnh cao của hòa hợp hòa giải. Không có cái chủng tộc nào trên thế giới này mà hòa hợp hòa giải 100% cả. Chắc chắn nó phải có cái sự xung đột. Có những cái lúc mà các bạn cần phải biết, cần phải tạo ra cái sự đoàn kết. Trong video này, ông Joe Biden đã đội một cái nón ủng hộ Trump 2024. Ông muốn xin chữ ký của tôi à? Thôi, tôi đâu có xin chữ ký của ông đâu. Trong lúc này thì người đàn ông bên phải này cứ nghĩ là ông Biden muốn xin chữ ký của ông ta cho nên mới lấy cái nón của ông này. Mọi người vẫn chưa biết là tại sao ông Biden lại lấy cái nón Trump 2024. Nếu mà ở Việt Nam mà các bạn bắt gặp một người từ đảng này, cái đó là ví dụ nha, Việt Nam nếu có hai đảng nhé, nếu mà các bạn bắt gặp một người đảng viên này mà đội cái nón của đảng viên kia là bọn nó đấu tố, nó xúc phạm, nó lăng nhục lăng mạ, các bạn lên bờ xuống ruộng, không cho các bạn cái con đường sống, con đường thở mà ngoi đầu ngóc dậy. Bởi vì ở Việt Nam ấy, tư duy người ta rất là đơn giản, nhị nguyên, không trắng thì là đen, không đen thì là trắng, không địch thì là ta, không ta thì là địch, không bao giờ có một cái điểm giữa. Cho nên họ, cái văn hóa bài trừ bài xích của Việt Nam nó vô cùng thô xích là nó như vậy. Nhưng ở Mỹ không phải có chuyện đó các bạn. Người ta đã có thể là người ta cãi nhau ngoài mặt, nhưng thật ra ấy, ở đằng sau tất cả bọn họ là như nhau. Đó mới là cái hòa hợp hòa giải thật sự. Không phải vì cái lý do gì á mà Mỹ chấp nhận cả hàng tá chủng tộc khác nhau như vậy đến cùng chung sống, giống như là một cái nồi lẩu vậy. Nói thật các bạn, mình nếu mà ở Mỹ á, là mình chắc chắn mình sẽ theo cái đảng bảo thủ, the conservative. Mình không có muốn chứa chấp những cái thành phần là bá đạo từ nước ngoài đến. Mình chỉ muốn những người giỏi nhất ở cái nước của mình thôi. Người nào mà không có đủ tư cách á, mà đi sang xin tị nạn á, deport, kyose sokang, trục xuất ra khỏi đất nước của mình. Chính vì thế cho nên mình cảm thấy là nể phục nước Mỹ hơn bao giờ hết. Một cá nhân mình không có muốn chấp nhận những cái chủng tộc khác. Vậy mà nước Mỹ làm được cái điều đấy. Nhiều lúc các bạn cứ quên mất là cái nước Mỹ nó đặc biệt như thế nào đâu. Chúng ta là cùng màu da, cùng chủng tộc, cùng người Việt với nhau mà còn đấu đá, cắn xé, lục đục, xáo trộn nội bộ với nhau. Còn ăn trên xương máu đồng bào được. Chứ đừng nói nếu mà sống ở một quốc gia mà toàn những chủng tộc lạ. Nó thật các bạn, mình mà thấy người Ấn là mình chỉ quay lưng mình bước đi. Mình thấy chủng tộc khác là mình quay lưng mình bước đi.
mình racist, I'm a racist. Mình nói thẳng vậy luôn á. Mình chỉ chơi với những người châu Á mà kiểu cùng màu da mình thôi, hoặc là người da trắng. Bạn nào mà xem kênh mình lâu rồi các bạn biết mình có thành kiến không tốt về những người da màu. Vì cái lý do mình đã kể, tỷ lệ phạm tội thì cao mà lại còn tấn công người gốc Á trong cái đợt Covid vừa rồi nữa. Vào cái đợt ông Biden đội nón ủng hộ Trump 2024 này á, thì chúng ta còn thấy được rằng sau khi ông Biden bị cho ra khỏi cuộc đua thì chúng ta thấy ông ấy sống thật với bản thân ông ta hơn. Ông ấy nói thật hơn, ông ấy tự nhận là tôi là người già rồi. I'm an old man, I'm an old guy, I'm slow, tôi rất là chậm. Ông ta nói như vậy trước tất cả những người ủng hộ ông Trump. Từ trước đến giờ thực ra trong thâm tâm ấy là ông Biden vẫn ủng hộ ông Trump. Nhưng mà bởi vì cái chủ trương, cái con đường, quan điểm chính trị của đảng của ông ta bắt buộc ông ta phải đối lập với ông Trump. Đấy, chỉ đó là những gì mình suy diễn. Còn trong thật lòng ông ta nghĩ gì sao mà mình biết được. Nhưng mà ấy, chúng ta có thể thấy rõ được là ông Biden đã thoải mái, trông giống như là một con người hơn là một cái cỗ máy. Đây mới là hành xử của một con người bình thường, chứ không phải là một cái con robot chỉ cầm cái tờ giấy đọc. Và ông Trump đã nói cái câu này với bà Kamala Harris. Talk about a threat to democracy. He got 14 million votes and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. Ông Trump nói rằng ông Biden á, là người đã giành được 14 triệu votes, lá phiếu của người Mỹ. Và bây giờ ấy, bọn họ vứt ông ta ra giống như là một cái miếng rác. Rất là đơn giản. Và tôi nói cho các bạn một cái bí mật. Một cái bí mật nho nhỏ. Ông Biden rất là ghét bà Kamala Harris. He hates her. 14 million votes and they threw him out of office. And you know what? I'll give you a little secret. He hates her. He can't stand her. But he got four... Và đúng thật. Ông Biden đội nón ủng hộ ông Trump lên giống như đúng rồi vậy. Giống như là đưa một ngón tay giữa với bà Kamala Harris vậy. Các bạn có thử tưởng tượng đi. Mặc dù là đúng thật. Vào cái ngày 11 tháng 9 thì tất cả mọi người cùng phải hòa hợp, hòa giải với nhau. Nhưng mà cái hành động này là rất là tiêu cực đối với đảng của bà Kamala Harris. Rồi còn video này nữa. Hai cô gái đội nón Trump 2024 nhảy múa trong xe hơi. Nhưng mà đã nói video này là để ủng hộ ông Trump. Cho nên bạn nào mà thấy ghét á, đừng có bày đặt nhảy vào là thằng 13K là lộ nguyên hình, là lộ mặt ra rồi nhá. Tôi để lộ ra đây nè. Tôi có giấu đâu mà kêu là tôi để lộ mặt ra. Video với mục đích vui vẻ để cho các bạn trai rửa mắt thôi nha. Rồi bây giờ mình vào cái chủ đề chính ngày hôm nay nè. Đó chính là xuất phát từ một cái câu phát biểu của ông Trump rằng là người nhập cư ở Springfield, Ohio đã bắt chó, bắt mèo, bắt thú cưng của người dân sống ở đấy để làm thịt. Và ấy, cái câu nói này của ông Trump ấy, đã bị những cái cánh truyền thông, mình để giống ngọt kép của nước Mỹ, mà truyền thông của nước Mỹ ấy, mà đặc biệt mấy cái hãng nào mà nó theo phe phái này, theo phe phái nọ là nó bóp méo sự thật, nó nói xạo, nó trắng trợn dữ dội ghê lắm. Có thể là nếu mà nói về những cái chủ đề khác thì họ nói thật ấy. Nhưng mỗi khi mà đụng đến vấn đề chính trị là bắt đầu cái sự dốc láo của nó thể hiện vô cùng rõ. Nó bày đặt fact check, tức là sửa lưng ông Trump. Nói rằng cái điều ông nói là không phải là sự thật. Mà trong cái video này mình cho các bạn thấy là có đúng thật là những cái gì ông Trump nói ấy, là vô căn cứ hay không. Nhưng mà trước tiên là hãy nghe ông này nói đã. What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. Ông Trump nói là đảng của bà Kamala Harris đã để một cái làn sóng người nhập cư vô tội vạ vào nước Mỹ. Và bây giờ nó làm loạn xã hội kinh khủng lắm. Và rất nhiều khu phố, nhiều thành phố ở nước Mỹ không dám nói về cái vấn đề này bởi vì nó quá là xấu hổ. Họ mở cửa nhận dân nhập cư vào mà bây giờ nó nát bét. Bây giờ nếu mà đi kêu ca thì khác gì là vạch lưng cho người ta xem. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Ừ, cứ cười đi Kamala Harris. Tôi còn nhớ cách đây 8 năm ông Trump nói rằng when Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending drugs, they're sending crimes, they're criminals. I assume some are good people. Ông ấy nói về cái nạn nhập cư người Mexico, lúc đó chúng ta cười. Mọi người đều nói là ông Trump, ông cực đoan. Nhưng mà đó là cái vấn đề có thật. Tại sao chúng ta sống trong một cái xã hội gì khi mà những người nói thật thì lại bị cười giống như ra vẻ là bị điên vậy á? Cái chuyện nó xảy ra thật trước mắt vậy á. Tỏ vẻ cười Kamala Harris. Bà có sống một cuộc sống giống như là một người dân bình thường đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cái làn sóng nhập cư không? Bây giờ tụi nó tràn vào, nó làm hỗn loạn xã hội vậy á. Ở đây là không có chỉ có nói về cái vấn đề là ăn thịt chó mèo, mà ở đây ông Trump nói là về cái vấn đề trật tự xã hội đang bị xáo trộn bởi những người nhập cư nói chung. Các bạn để ý,
những người mà ghét sự thật đó, là bọn họ thường không có bao giờ nhìn cái toàn cảnh bức tranh, mà lúc nào nó cũng thích bắt bẻ những cái từ câu từ nhỏ nhặt vụn vặt. Vấn đề ở đây là cái ý ông Trump ông muốn nói, còn cái việc chó mèo ăn thịt này nọ là cái ví dụ ông ta đưa, và cái ví dụ người nhập cư ăn thịt chó mèo này á cũng không phải là vô căn cứ đâu. Một lát nữa mình sẽ cho các bạn coi là người nhập cư Haiti người ta có cái văn hóa tập tục gì. Một cái xã hội khi mà lừa dối lên ngôi là người ta rất ghét những người nói sự thật. Thì như các bạn thấy là sau cái nhận định của ông Trump thì đã có hàng loạt meme liên quan đến ông ta rằng là ông Trump rất là yêu thương chó mèo và thú nuôi. Những cái tấm ảnh meme như thế này dậy sóng ở trên truyền thông nước Mỹ. Các bạn đã biết rồi đấy, một người đàn ông mà yêu thương thú vật là luôn luôn có một cái hình tượng rất là đẹp. Dù bất kể cái đường lối chính trị của anh là như thế nào chăng nó đi, nhưng mà ở những đất nước phát triển, những đất nước văn minh á, những người nào yêu thương động vật á, là thường rất được đánh giá cao, dù anh là có theo đảng gì. Cái chiêu này ở Việt Nam là vô ích nhá, ở Việt Nam không có yêu thương thú vật giống như là ở bên Mỹ đâu. Các bạn nghĩ sao vậy? Ở bên Việt Nam á, một người đàn ông bơi ra để cứu chú chó, xong rồi người đàn ông ấy mất mạng, xong rồi người đàn ông ấy còn bị chửi là ngu nữa, đi cứu con chó xong rồi khiến cho bản thân mình mất mạng. Trong khi ở bên nước ngoài á, trong cái trường hợp đấy là người ta sẽ tôn người đàn ông đó làm người hùng, nhưng ở Việt Nam thì người ta sẽ chửi người đàn ông là ngu, bởi vì người ta đâu có coi sinh mạng động vật ra cái gì ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam sinh mạng con người còn chưa có được đánh giá cao thì cái mạng con chó con mèo nó là cái gì. Nhưng mà ở Mỹ nếu mà các bạn có cái hình tượng yêu thương thú vật là chắc chắn các bạn sẽ được rất là nhiều người ủng hộ. Hình tượng một người đàn ông chiến đấu xả thân để bảo vệ thú cưng của người dân, trong đó có vịt, chó và mèo. Save the cats, save America. Trên trang Facebook của ông Trump còn cập nhật một cái tấm ảnh ông ấy ngồi giữa đàn mèo và vịt. Ông này rất là biết cách nắm bắt và chụp lấy thời cơ để mà PR bản thân. Một cái người đàn ông mà yêu thương thú vật, yêu thương thú nuôi thì là chắc chắn ông ấy cũng sẽ thương người. Dù đây chỉ là cái meme chăng đi, để đùa chăng đi, nhưng mà chúng ta cũng thấy rất là rõ đây là một hình ảnh rất là đẹp cho ngài Trump. Please vote for Trump. Hãy bầu cử cho ngài Trump. So Haitian immigrants don't eat us. Để mà người nhập cư Haiti không có ăn thịt chúng con. Make America great again. Thì như các bạn đã biết, sau cái lời nhận định của ông Trump ấy, thì dĩ nhiên báo chí truyền thông cánh tả bên Mỹ từ xưa giờ hoạt động như nào là mình đã quan sát, mình theo dõi rất là rõ. Từ cái thời cách đây 8 năm trước, lúc đó ông nói cái gì bắt đầu nó cứ xía vào, nó fact check, nó bẻ từng chữ, nó soi mói từng từ, từng lời, từng câu của ông Trump. Trong khi đối thủ của ông Trump nó nói nhăng nói cụi, nó bậy nó bạ, đảng Dân Chủ nói dóc nói xạo, nó lừa nó bịp người dân, mà không thấy có một cái báo đài nào nó bóc phốt, nó bóc mẽ, chơi cái trò kiểu độc tài độc đoán quen rồi. Cho nên người ta nói là đảng Dân Chủ của nước Mỹ nó không khác gì cộng sản, là nó như vậy, chơi cái trò bịt miệng bịt mồm, xong rồi nó dóc nói láo nói xạo lừa bịp. Còn bên đối phương người ta nói cái gì bắt đầu bẻ từng câu từng chữ, nhưng mà không bao giờ chú ý đến cái điều ý mà người ta muốn nói. Đây là cái lý do vì sao mình ủng hộ ông Trump là vậy. Ông ấy rất là giống mình, và mình ghét cái sự lừa dối, lừa lọc, lấp liếm, che mờ sự thật. Thì những cái tờ báo đó nói rằng là không có cái bằng chứng xác thực nào cho thấy là người nhập cư Haiti đã bắt chó, mèo, vịt, thú nuôi của người dân để làm thịt. Người ta nói là chưa có một cái bằng chứng xác thực nào. Thứ nhất, về cái khoản mà không có cái bằng chứng xác thực nào là đã sai rồi. Đây là một cái bản tường trình report của hạt Clark, Springfield, Ohio. Thì trong đấy có cái lịch sử phạm tội của những người nhập cư. Trong này người ta viết nè, Haitian nè, tức là người Haiti. Mình xin lỗi, cái tấm ảnh nó hơi bé, nhưng mà mình không có lừa các bạn đâu. Những người này bị bắt bởi vì trên tay đang nắm giữ một con vịt trời, bốn con vịt trời. Ở tiếng Anh gọi là geese, goose ấy. Mình không biết dịch sang tiếng Việt chính xác. Và đây là cái nội dung báo cáo cho cảnh sát có thật. Vậy mà kêu là không có bằng chứng. Rồi một người da đen đã nói về I think it's like kind of odd that like a guy like me has to come out from doing what I do on a daily basis to have fun. Cause I see what's going on in these streets and I see you guys just sitting up there in them comfy chairs and suits and like trash cans. They're running into buildings. They're running into they flipping cars in the middle of the street. Anh ấy nói rằng là tôi thấy người nhập cư á, người ta tràn ở khắp nơi cái khu tôi sống, cái bãi đậu xe nè, siêu thị nè, vân vân là vân vân. Và họ làm cái gì? I don't know how like y'all can be comfortable with this. Like I don't know like tôi không biết là làm thế nào để các bạn có thể cảm thấy dễ chịu với cái việc như vậy. Who's getting paid from this? I feel like I honestly feel like someone's getting paid from it in the background. They dropping that you got a bunch of people on a bus getting dropped off at a gas station to come down here. I know a single mom that FaceTimed me tonight, FaceTimed me this morning at the welfare office that really need something, and it's nothing but immigrants over there. And I don't even want to like seem like I'm coming down on the immigrants because it's the people that's bringing them down here. Because wherever they're at, người ta chở một cái xe buýt toàn là người nhập cư đến, xong rồi nó tràn vào giống như là khủng khiếp lắm các bạn. That's what they're used to, bro. They're in the park.
grabbing up ducks. Bọn họ đi vào công viên, xong rồi bắt vịt. By their neck and cut. Xong rồi bẻ cổ, nó cắn cổ mấy con vịt vậy á. And they head off and walking off with them. Xong rồi chặt đầu vịt, xong rồi cầm vịt đem đi. And eating them like, y'all get the Highway State Patrol down here every week, and then y'all get like a task force for the Highway State Patrol, and they look for guns. Đó là một cái lời nhận định của một người đàn ông ở Springfield City Commission meeting, cảnh báo đến với tất cả những thú nuôi yêu dấu ở trong khu phố chúng ta. Hàng xóm của tôi vừa báo với tôi rằng là con mèo của con gái cô ấy đã bị bắt cóc. Cô ấy đã đi hỏi khắp nơi, và khi cô ấy trở về nhà sau việc, khi cô ấy bước ra khỏi chiếc xe hơi, nhìn sang nhà của hàng xóm, nơi mà người Haiti sống, và đã thấy con mèo của cô ta bị treo lủng lẳng trên cành cây, giống như là bọn họ đi săn hươu vậy, và bọn họ đang xẻ thịt con mèo để ăn. Tôi đã từng được kể rằng là bọn họ đã làm những việc này với chó, bọn họ đã làm những điều tương tự với vịt, và tôi đã từng được cảnh cáo bởi cảnh sát. Các bạn hãy chú ý giữ động vật của các bạn ở trong nhà thật kỹ. Thì trong đó người ta kèm theo cái bức ảnh một người đàn ông nhập cư đang bắt vịt trời đem về làm thịt. Mặc dù truyền thông cánh tả người ta nói rằng là đây không phải là Springfield, đây không phải là Ohio, đừng có bóp bẻ sự thật. Có thấy không? Đúng thật đấy, thì mình không có biết là cái tấm ảnh này là chụp ở chỗ nào. Theo như là cái cánh tả người ta nói rằng cái tấm ảnh này không có được chụp ở Ohio, Springfield. Nhưng mà một người đàn ông nhập cư người ta đang bắt vịt trời để ăn thịt. Cái điều đó có phải là sai sự thật không? Cái tấm ảnh này là chứng minh đủ rõ rồi. Dù nó không phải ở Springfield hay Ohio gì chăng nữa đi, thì nó vẫn là một cái hành động cần đáng lên án. Dù nó có xảy ra ở chỗ vùng nào của nước Mỹ chẳng đi, đó là một hành động xấu, cần phải lên án. Chứ bộ nếu mà nó không phải ở Ohio phát là coi như là kêu là Trump là nói xạo, nói sai sự thật. Đừng có mình đi bắt bẻ câu từ từng chữ quá khắt khe trong khi cái vấn đề thật sự đang xảy ra trước mắt. Đó là cái lối kiểu bắt bẻ chữ kiểu một cách nhỏ mọn của cái bọn mà thích đi bóp méo, lấp liếm sự thật như vậy các bạn. Nó chơi trò y chang vậy mình. Nó bắt bẻ từng chữ nhỏ 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 lý tí vậy. Nhưng mà nó không bao giờ nhìn toàn cảnh bức tranh là như thế nào. Cái vấn đề người nhập cư đi bắt trộm động vật ở bên ngoài rồi bắt trộm thú cưng của người dân để làm thịt là có thật không? Mình nhắm chắc với các bạn là nó có thật. A small town between Dayton and Columbus, pets and dogs from the park just to eat. The hoods are beheading dogs in the local parks and taking them home just to eat. Now this gross state were losing their pets to migrants who he claimed shouldn't be in this country. The story went viral really. Now this recent growth put a... Những năm vừa qua, Springfield, một cái thành phố có dân cư khoảng 60.000 người, đã gặp một cái làn sóng người nhập cư rất là cao, lên tới khoảng 20.000 người Haiti. Cái làn sóng người nhập cư này á đã tạo nên một cái căng thẳng và những dịch vụ của thành phố và khiến cho nhà ở khan hiếm, tạo nên cái sự căng thẳng đối với người dân sống bản địa ở đấy. Có thêm một cái thành phố mà chỉ có 60.000 người mà bây giờ nó nhập vô tới 20.000 người nhập cư rồi, tức là một trong ba người là người nhập cư rồi. Mà những người này á, bọn họ đến từ một cái đất nước mà nó nghèo hơn, nó lạc hậu hơn, nó kém văn hóa hơn. Ở nơi đấy người ta sẵn sàng người ta bắt chó mèo để mà làm thịt. Những cái người mà không có cùng chung cái giá trị văn hóa như vậy mà sống ở một quốc gia mà có cái giá trị văn hóa cao, thì còn thử tưởng tượng cái điều gì sẽ xảy ra. Rất là dễ hiểu thôi. A strain on city service and made housing crisis. Joseph driving without a valid US license lost. Ngoài ra còn có một cái sự việc, đây là có thật nha, có thật. Một người Haiti, người nhập cư, lái xe không bằng lái và ấy, đã mất lái. Và khi ông ta mất lái, ông ta hút vào một cái xe buýt chở trẻ em đi học và xe buýt đó bị lật. Và trong cái vụ tai nạn đó, một đứa trẻ tên là Aiden Clark, 11 tuổi, đã ra đi. Và cái sự việc này đã khiến cho người dân của Springfield đã trở nên vô cùng phẫn nộ và cảm thấy bất bình ngay lúc càng một tăng đối với người nhập cư Haiti sống ở đấy. Khủng khiếp đó các bạn, mình xin các bạn cho tiền mình cũng không dám đến Springfield, Ohio để mà sống, mặc dù mang tiếng là sống ở Mỹ, nó thật đấy. School bus driver swapped the residents community despite the request, using the age-old tactics to target immigrants during a tough field. The wild tale of migrants eating their pet became a symbol of larger. Rồi bắt đầu từ những cái khúc này á, là mình sẽ cho các bạn coi những cái video mà nó nhạy cảm. Và mình xin lỗi nhé, mình sẽ làm mờ đi hầu hết, nhưng mình sẽ mô tả cái chuyện gì đang xảy ra trong video. Người Haiti á, là người ta nổi tiếng với cái việc là có cái gì người ta bắt người ta ăn cái đấy. Đây là cái điểm chung hầu hết của những quốc gia còn nghèo. Việt Nam chúng ta ấy, cũng kiểu là cũng không hẳn là nó nghèo, nó nát giống như là Haiti. Nhưng mà cái văn hóa ăn thịt chó mèo là nó xuất phát từ cái thời mà sống khó khăn và nó kéo tận bây giờ.
Bây giờ Việt Nam không có đói ăn thiếu thốn giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà ngày xưa ông cha ta cứ ăn thịt chó mèo rồi du nhập cái văn hóa vớ vẩn từ Trung Quốc xuống. Và thế nó trở thành một cái tập tục thôi. Và một khi mà nó trở thành tập tục rồi thì khi các bạn có đầy đủ điều kiện chăng nó đi thì các bạn vẫn tiếp tục cái hành vi man rợ đó. Đôi lúc không phải vì thiếu ăn, mà đó là cái vấn đề văn hóa. Họ không thiếu ăn đến cái mức độ mà phải đi bắt chó bắt mèo của người ta ăn như vậy. Nhưng người ta vẫn làm vì đây là cái vấn đề văn hóa rồi. Dù chúng ta có cho họ tiền để tiêu, cho họ đồ ăn để tiêu thụ, nhưng mà cái văn hóa man rợ thì nó vẫn vậy. Người ta có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng nhưng không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ. Thì ở đây người ta có một cái video cho thấy là người Haiti đang bắt trộm mèo của hàng xóm, cho vào túi xong rồi đem đi, xong rồi xử lý con mèo ngay tại chỗ luôn đấy. Mình không có chiếu video, mình chỉ cho các bạn coi những cái tấm ảnh thôi đấy. Mèo của người ta đấy, nó bắt bỏ vào túi xong đem đi để mà tiêu thụ. Rồi một cái video nữa khá là nhạy cảm nhá, mình không có chiếu to, nhưng mà cái video này cho thấy là người Haiti đang nướng sống một con mèo trên một cái bếp. Các bạn nghe không có lầm đâu, nướng sống một con mèo còn nguyên lông, không có cạo lông gì hết đó, để nó trên mặt bếp bật lửa hơ qua vậy cho đến khi con mèo nó tử vong rồi thôi. Vô cùng kinh khủng. Và đó là cái văn hóa của dân Haiti. Cái chỗ này mình phải làm mờ đi nhá, các bạn không thấy gì đâu, nhưng mà mình mô tả đúng sự thật. Là một cái tấm hình này nữa, một người đàn ông ở Haiti bắt và di yết một con mèo ngay tại chỗ để tiêu thụ. Cái tấm ảnh này cũng sẽ được làm mờ. Như vậy là qua những cái bằng chứng mình cho các bạn thấy là, thứ nhất, cái việc người nhập cư đi bắt trộm chó mèo, đi bắt vịt trời ở ngoài công viên để mà tiêu thụ là việc có thật. Cho dù nó không xảy ra ở Springfield, Ohio giống như ông Trump đã nói đi chăng nữa đi, thì cái việc đó vẫn đang xảy ra ở nước Mỹ. Đừng có lấp liếm, bóp méo rồi cho rằng những cái vấn đề của những người dân sống là không có thật, chỉ để thực hiện cái mục đích chính trị. Khi mà các bạn lờ đi những cái vấn đề có thật của người dân là các bạn sẽ không có được ủng hộ bởi họ đâu. Người ta nói rằng là khi mà bà Kamala Harris phủ nhận những cái vấn đề mà ông Trump nói ra đối với người dân Ohio, Springfield, thì bà ta đã mất đi những cái lá phiếu cho đảng Dân Chủ ở Springfield. Rồi và cuối cùng mình cho các bạn coi tấm ảnh này nữa. Nhưng mà nó nhắc lại rất nhiều lần video này để ủng hộ ông Trump. Thì các bạn cứ nhìn tấm ảnh này thì các bạn nghĩ gì? Một người thật sự mà yêu nước Mỹ từ đáy lòng, muốn nước Mỹ tốt hơn, muốn nước Mỹ đẹp hơn, và không muốn nước Mỹ bây giờ đang bị tha hóa một cách biến chất, mà bây giờ nó không còn ra cái thể thống gì nữa, thì các bạn ấy muốn giao cái tương lai của đất nước vào cho người nào? Và một cái người mà lơ đi những cái lợi ích của người bản địa, xong rồi cho nhập cư tràn lan vào, hay là đối với một người mà người ta nghĩ lợi ích của nước Mỹ là đầu tiên, xong người ta yêu cái lá cờ mà người ta ôm chầm như thế này, mặc dù đây là tấm ảnh 2019 chăng nữa đi, nhưng mà cũng cho thấy một phần nào cái lòng yêu nước của ông Trump ấy là có thật. Đoạn này bò đỏ chắc là nó sẽ nhảy vô, nó kêu mình là mày tiêu chuẩn kép, tại sao người ta ôm cái lá cờ Mỹ thì mày kêu là hay, là tốt, là đẹp, mà tại sao tụi tao phất phất cái lá cờ thì mày gọi tao là bò đỏ? Thì mình nói cái này cho các bạn, mình đã nói cái vấn đề này rồi. Đừng có so sánh hai cái hành động ấy, nhìn vẻ bề ngoài giống như là giống nhau, xong rồi cho rằng là tiêu chuẩn kép. Một bên ấy, nước Mỹ là một cái quốc gia vĩ đại nhất trên cái thế giới này. Mình nói với các bạn nha, nước Mỹ có thể không phải là một quốc gia tốt nhất trên thế giới, chắc chắn là không. Có nhiều quốc gia tốt hơn Mỹ nhiều, đáng sống hơn. Nhưng nó là một quốc gia vĩ đại nhất. Mình nói không có một quốc gia nào vĩ đại hơn cái đất nước Mỹ này trong cái lịch sử con người. Và chúng ta cần phải trân trọng nước Mỹ vì cái điều đấy. Và cái việc ông Trump ấy, ông trân trọng lá cờ của nước Mỹ ấy, là cái điều đáng giá mà thôi. Liệu có gì sai nếu mà các bạn tự hào khi các bạn là một người giỏi nhất trên cái thế giới này? Cái lập luận của mình trả lời cho bạn bò đỏ về cái vấn đề tiêu chuẩn kép là như vậy nhá. Ok, rồi, chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.